Sáng nay ngày 22 tháng 3, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân đã tổ chức lễ cầu phúc đình làng Hồ. Đình làng Hồ xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân được xây dựng từ khi thành lập làng những năm đầu thế kỷ 17. Trải qua hai lần trùng tu tôn tạo, năm 2014, đình làng Hồ được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Đình làng Hồ là nơi thờ hai vị thượng thượng đẳng tôn thần được sắc phong kỳ công là Lê Phúc Trực và Lê Phúc Trân, là những người có công khai hoang lập ấp. Sau này, dân làng có thờ thêm ông Lê Phúc Thành, người làng Đông, Đỗ Tiến Sĩ vào thời vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Quang Thuận 1478. Lễ hội nhằm là phát huy các cái truyền thống văn hóa lâu đời, từ đó là giáo dục cho thế hệ con em về cái tinh thần đoàn kết, cái sức sáng tạo của cha ông, từ đó phát huy cái tinh thần của cha ông tiếp tục xây dựng quê hương, địa phương ngày càng giàu đẹp hơn. Lễ hội Đình Làng Hồ được tổ chức hàng năm vào ngày 13 tháng 2 âm lịch với nhiều hoạt động như rước kiệu, đánh trống chiêng, tổ chức các trò chơi cờ tướng, giao lưu văn hóa văn nghệ. Lễ hội mang ý nghĩa cầu phúc, tri ân các vị tiền nhân có công với nhân dân trong vùng.